Sau hành trình hồi sinh của vị ma vương bạo nghịch Anos, cuối cùng cậu đã làm rõ được nguyên nhân lịch sử 2000 năm bị thay đổi và đánh bại kẻ thao túng thù hận hai chủng loài. Vậy sắp tới còn điều gì đang chờ cậu cùng những người bạn? Hãy theo chân mình tìm hiểu tiếp tục cậu chuyện về vị ma vương Anos này nào. Trở lại 2000 năm trước, tại khu rừng đại tinh linh Ơ Hát Hơn, cô nàng đại tinh linh tên Rino bất ngờ bị tấn công bởi một vị thần. Hắn ta chính là cha của các vị thần Phazagod Nusgalia hắn ta đã chọn hấp diêm cô nàng tinh linh Rino để tạo ra một vị thần mới. Với sức mạnh một vị thần gạ khống chế cô và chuẩn bị vào tư thế hành sự, bất chợt một ngọn lửa đen bùng lên vào một cánh tay đâm xuyên qua trái tim của hắn. Đó chính là ma vương Anos. Hắn ta không hề hấn gì mà nói cho cậu biết vị thần mới sắp được sinh ra sẽ là kẻ tiêu diệt cậu. Đang làm nhảm mấy thứ về trật tự thế giới là bất diệt thì bị cắt luôn thanh quản, rồi cậu tiễn hắn tạm về trời. Rino cảm ơn Anos rồi đồng ý về lời mời đi đến lâu đài quỷ của cậu. Để đảm bảo an toàn cho cô đi đến vùng đất đeo yes, Sket, xin sẽ đi theo bảo vệ. Thế là cuộc hành trình của cô nàng tinh linh yêu cái đẹp, và chàng kiếm sĩ lạnh lùng bắt đầu. Bằng sự ân cần của xin mà cô nàng dần có thiện cảm với cậu. Sau khi họ đến nơi, ma vương Anos đã mượn ma lực của mọi người, rồi hy sinh bản thân để tạo nên bức tường ngăn cách các vùng đất. Rồi từ đó có thể giữ hòa bình thế giới trong suốt hàng ngàn năm. Sau cái chết của chủ nhân thì xin đã hộ tống Leon trở lại khu rừng. Lúc này mọi thứ ở đây đã trở nên héo tàn. Rồi bọn họ bị lũ thần thú quen vây quanh, xin lao đến cố gắng tiêu diệt đám quái vật, thì từ đằng sau hai người xuất hiện một đứa trẻ. Cậu ta giới thiệu mình tên là lâu Nhân vật này là ai đây? Trở về với hiện tại, Anos cùng mọi người trở lại với cuộc sống bình thường. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thể nào hiểu được tâm lý con gái, để chiều lòng hai cô vợ chưa cưới Sara và Misa. Còn cặp đôi này bây giờ cũng chính thức hẹn hò với nhau, trong sự ủng hộ của mọi người. Đến giờ vào lớp, nhóm của Anos vẫn bị các học viên hoàng tộc coi thường bởi vì họ không biết gì về trận chiến vừa qua. Do con người với quỷ tộc đã hòa bình với nhau, nên Elionori và Zeecer đã qua học viện Ma Vương để làm học viên trao đổi. Lớp của cậu còn có thêm một thầy giáo mới ở Mết. Hắn được mệnh danh là Sĩ si Tà Vương, một con quỷ trong tứ đại Tà Vương được sinh ra trước cả thời thất quỷ hoàng. Trong dòng lịch sử, thì họ là bốn con quỷ có tầm ảnh hưởng chỉ sau Ma Vương Anos mà thôi. Ở Mết đã nói cho các học viên biết về việc chính Anos mới là ma vương chuyển sinh thực sự. Lũ con em hoàng tộc nghe như thế vẫn nhất quyết không tin. Đến khi nhìn thấy khế ước được ký từ bảy thất hoàng quỷ thì họ mới lặng đi. Anos cũng tuyên bố điều đó là sự thật, và cậu cũng chẳng cần một ai phải quý trước mình cả. Đối với cậu bây giờ ai tin thì tin, không thì cũng chẳng sao. Nói rồi cậu ung dung bước về chỗ ngồi, không quên vạch trần tên thiên thần Nus đang trú ngụ trong người mét Trở lại với bài giảng của hắn. Lại câu chuyện lịch sử về trật tự với quy luật tự nhiên của thế giới thứ đại diện cho trật tự chính là các vị thần. Rồi thời đại thần thoại năm đó, khi mọi thứ đứng trước ngưỡng diệt vong bởi thần hủy diệt A-Bơn-Du, thì ma vương khởi nguyên Anos đã đứng lên chiến đấu chống lại các vị thần, rồi tạo nên vùng đất của ma tộc. Sau đó sức mạnh hủy diệt của thần đã được cậu tạo ra thành ma kiếm Venus Zona. Không còn sự hủy diệt, thì cũng chẳng còn sáng tạo nên các vị thần quyết định tìm cách tiêu diệt ma vương. Và kẻ làm việc đó được ấn định là một vị thần trật tự mới được sinh ra sau khi nghe xong câu chuyện, các học viên hoàng tộc coi đó là chuyện cổ tích. ở gió bắt đầu lộ diện sức mạnh của thần, hắn ta định giết chết những kẻ đang coi thường mình và thách thức Anos. Nus đe dọa việc giết hắn sẽ khiến thế giới này bị diệt vong. với mấy đứa lắm mồm thì cứ rút kiếm ra dìm hắn lên tường cho luôn thành cát bụi. Anos liền hồi sinh lại hắn ta trong trạng thái chỉ còn một chút ít ma lực. vậy là giải quyết xong việc thế giới không bị sụp đổ. giờ anh đây khôn hơn 2 000 năm trước rồi, ngoan ngoãn làm một ông thầy giáo tốt đi thôi dù bị đập cho tay tua, thì hắn vẫn phải là một người thầy giáo theo đúng quy tắc thế giới này đề ra. Đó là lời hứa của thần với một kẻ nào đấy. Anos cùng mọi người bàn bạc tìm cách phát giác thân phận đứa con của thần đang ở trong học viện này. Bọn họ chia ra thành từng nhóm và bắt đầu tìm kiếm. Lay và Miss sau một hồi tìm kiếm không phát hiện được gì thì lại tâm sự với nhau. Hứa hẹn trăm năm rồi tặng nhau một nụ hôn hết sức tình cảm. Bất ngờ Lay phát hiện có người nhìn lén bọn họ. Hắn ta bước ra và giới thiệu mình là thuộc hạ nghe lệnh của cha cô đến đây. Lúc này, Anos đi đến chỗ hội fan girl của mình, rồi nhờ họ chuẩn bị biểu diễn quốc ca cho lễ công bố ma vương hồi sinh. Cậu định thông qua việc này, để xóa bỏ đi chủ nghĩa đặt huyết thống lên hàng đầu nhằm thay đổi suy nghĩ ma tộc. Đột nhiên cậu được nhận thông báo việc ông anh Grips bị tấn công và cô giáo Meno đã bị bắt đi. Anos liền nghi ngờ những kẻ ra tay này chính là ma tộc của thời kỳ 2000 năm trước. Bất giác cảm thấy nguy hiểm cậu liền tìm đến Meldis, và nhìn thấy ông ấy đã bị một kẻ giết hại. Ngay lập tức hồi sinh ông ta, nhưng lại bị gã ta dùng ma lực ngăn cản hắn chính là tham mưu quân đội của sĩ tử vương tên là jieko biết sức mạnh không thể so với anos nên bọn chúng đã ngầm thông đồng với các vị thần nhằm đánh bại cậu từng nhóm trong hội anos đi tách lẻ và bị chặn lại bởi các thuộc hạ của tứ tà vương lấy bọn họ làm con tin gã tham mưu thách thức anos chơi một trò chơi trí tuệ thay vì chém giết hắn ta đặt cược thông tin mà mình có được và anos cược bằng ma lực của mình hắn nói rằng trong những người bạn của cậu có chưa đứa con của thần mà họ đang tìm kiếm Việc của Anos là phải đoán chúng sau 18 câu hỏi đúng và sai. Luật đề ra cho phép hắn ta được nói dối một lần. Nếu chiến thắng thì đối phương sẽ bị mất ma lực trong 5 giây. Ngoài ra, không được hỏi hai lần cùng một câu, thứ hai không được tấn công khi đang đánh cược, thứ ba bỏ quyền chơi coi như thua cuộc. Anos khá tự tin nên chỉ yêu cầu cần 9 câu hỏi thay vì 18. Sau khi ký hiệp ước thì trò chơi bắt đầu. Bên phía đồng đội của Anos đều phải chiến đấu với những kẻ vừa mạnh mẽ và vô cùng gian xảo bọn chúng đều nói với mỗi người bọn họ đều là vật chứa cho đứa con của thần. Từng người từng người bọn họ bị kẻ địch gây khó dễ. Lay thì bị vỡ căn nguyên mà chết. Nhóm no thì bị vây hãm trong khu vực toàn sắc sống. Còn hai chị em nhà Sarah và Misa thì đều phải nhận những nhát kiếm đâm xuyên người. Ano thì sau hàng loạt câu hỏi, phân tích nảy số ở trong đầu thì cũng có kết quả. Trung quy thì gã tham mưu này từ đầu đã chơi bẩn cái ký ức giả vào trong đầu. Nên mọi câu trả lời giải đáp đều không chính xác. Vì thế đây là một trò chơi ép buộc Anos phải thua vì không có đáp án. Hắn ta hả hê và gọi thuộc hạ ra để chuẩn bị hạ sát cậu. Thấy bị chơi ăn gian nên cậu từ bỏ cuộc chơi và mất đi ma lực trong 5 giây. Chớp lấy cơ hội hắn giết chết Mel Hayes, rồi quay lại thấy đám thuộc hạ đang bị Anos cho ăn đấm. Cậu đã nhìn ra việc hắn ta ưu tiên giết thất quỷ hoàng chứ không phải cậu. Gã GF vẫn cho rằng mình đã thắng cuộc, nhưng từ cánh cửa phía sau Mel Hayes bước ra không vết chảy xước cậu đã sử dụng chính Eleonori để tạo ra bàn sao của ông ấy trước khi bị tập kích. Hắn ta cay đắng nhận thất bại và quyết định tự sát để chuyển sinh. Nhưng Anos đã hồi sinh hắn và biến hắn thành một con cú không thể nói dối. Thì ra mục đích của hắn là làm suy yếu sức mạnh của cậu dù chỉ một chút. Phía bên ngoài, Misa gắng sức đứng dậy để bảo vệ chị gái. Cô Alinka vung kiếm định kết liễu be thì vừa chạm vào thanh kiếm đã vỡ nát. Từ phía trên đầu cô ta là, cả tòa thành đeo ghét thần thánh bằng băng phách khổng lồ tương tự như của ma vương. Miser đã được thức tỉnh sức mạnh và tiêu diệt đối thủ đang chìm trong sự hoảng sợ. Xong xuôi bé nhanh chóng chữa trị cho chị gái rồi kiệt sức ngất đi. Bên nhóm của Lay thì vốn cậu là anh hùng Cano chuyển sinh nên có tận 7 can nguyên để hồi sinh. Cậu liên tục đánh đổi sinh mạng để phá vỡ hết tinh thể trên cái khiên phản đòn kỳ quái. Đến lúc chiếc khiên vỡ nát thì cũng là khi gã ác quỷ này phải đổ gục xuống. Lay tra hỏi hắn nguồn gốc của nửa thanh ma kiếm mà cha của Miss để lại. Thì gã đã quyết định tự sát để che giấu thông tin còn phía Eleonori cũng đã triệu hồi lên ma pháp căn nguyên thánh vực và hủy diệt được ma hạch đang thao túng những xác sống. Tên ác quỷ này không thể ngờ được Eleonori bây giờ đã trở thành ma pháp của ma vương Anos từ sau trận đại chiến với Zerga. Sau cuộc chiến, cả nhóm tập hợp để bàn bạc về việc lịch sử bị sửa đổi thông qua buổi lễ ma vương tái sinh sắp tới. Mel hay gửi lời nhắn hẹn gặp của xin cho Anus, vốn một thuộc hạ của cậu từ 2000 năm trước. Lay liền đưa ra nửa thanh kiếm đã thu lại từ tên ma tộc sau khi ghép lại từ nửa thanh kiếm kỳ vật cha Miss để lại, thì nó đã dung hợp thành một thanh kiếm của Sin. Có thể người cha của Miss có liên quan đến Sin. Vậy nên Anos quyết định đi đến rừng đại tinh linh ở hát hơn để gặp lại cố nhân. Không thể để đám bạn bè ở nhà gặp nguy hiểm, nên tất cả mọi người sẽ cùng theo cậu. Để đề phòng cậu ép gã Aromet phải đi cùng với lý do đây là tiết học xã ngoại. Thân với trẻ thánh lỡ hứa rồi thì phải làm giáo viên gương mẫu thôi. Sau khi chia các nhóm, Anos cùng chị em nhà Sara đi vào thành phố để tìm kiếm thông tin về khu rừng. Bất chợt ở trong một con ngõ, có một đám người đang bắt nạt một cô gái. Thấy cô ta có nhắc tới về lời đồn về rừng tinh linh, nên Anos đã xuất hiện để giúp đỡ. Cô ta nói rằng đã mất đi toàn bộ ký ức, nhưng cứ có một cảm xúc gì đấy thôi thúc cô đi tìm về khu rừng. Qua lời kể của cô để đi vào đó cần có sương mù vào đúng thời khắc nhật thực. Vậy là phải đợi thêm 9 ngày nữa mới đến nhật thực. Thấy đợi thế thì lâu quá, nên Anos đã vươn tay dùng ma lực dịch chuyển một ngôi sao trên trời che đi mặt trời để ngay lập tức tạo ra nhật thực. Việc bây giờ là tìm kiếm tinh linh và khiến cho bọn chúng cười, thì sẽ mở được đường dẫn đến rừng AH hơn. Anos nắm đầu từng đưa trong nhóm bảo họ diễn hài kịch. Lay và Miss thì tấu hài văn thơ ngôn tình. Còn mẹ con nhà Eleanor thì trông đến ngáo ngơ luôn. Từ đằng xa chạy lại là đội văn nghệ của Anos với trên tay mỗi người là một cây gậy. Khi cậu hỏi cây gậy đó là cái gì, thì mấy cô gái đặt tên hơi giống phát âm với cây gậy của Anos khiến họ ngượng ngùng, rồi cái vã. Bất chợt các tinh linh xuất hiện và cười lên khúc khích vì mấy cô nàng dễ thương này. Các tinh linh nhận ra Anos là ma vương khởi nguyên nên đã bay đi dẫn đường cho cậu. Bọn họ đi qua lớp sương mù thì đến một khu rừng ngập tràn màu xanh. Các tinh linh nhìn thấy cô nàng giống mặt rất giống với đại tinh linh Rian, nhưng cô ta đã mất từ rất lâu rồi. Còn Miss thì lại mang mùi giống với Rian. Cô từng nghe tên quỷ tộc nói rằng bản thân cô chính là con của Rian khi Miss hỏi các tinh linh cha mình là ai thì họ đã nói rằng đó là bí mật. Cả nhóm đi đến lớp học của tinh linh thì không nhìn thấy ai ở đây cả. Từ từ bước ra đó chính là huyết xích vương Gilly một trong tứ ta vương. Hắn ta nói ra việc làm ở đây là ý của một kẻ khác ra lệnh. Ngoài hắn ta còn có cả chớ vương Cai Hilam và địa ngục vương Aiscos cũng xuất hiện. Ba trong tứ quỷ tà vương đang cùng ở đây nhằm gây khó dễ cho Anos. Một hồi chuông rung lên khiến tất cả mọi người tự động ngồi vào bàn học, như những học sinh cây đại thụ en izun với khuôn mặt già nua bắt đầu tiết học của mình những ai bước vào đây đều phải hoàn thành tốt nghiệp mới có thể thoát ra ngoài những người thi trượt sẽ bị mất đi linh hồn của mình với ba bài kiểm tra trên 80 điểm mới được tốt nghiệp và diện kiến tinh linh vương anos lại muốn nhanh gọn nên giao kèo gộp chung ba bài kiểm tra trong một lần thi với lão đại thụ lão cây đã đồng ý với đề nghị đó kèm theo điều kiện tổng điểm phải từ 90. các tà vương cũng bị anos thách thức đánh cược để moi thông tin từ bọn chúng với điều kiện tất cả mọi người trong nhóm cậu tốt nghiệp còn nếu thua cậu sẽ mất đi căn nguyên. Sau khi ký hợp đồng cá độ thì chờ ngày kiểm tra. Sau khi đám tà vương bỏ đi, thì cậu mới cho mọi người biết cô nàng Rina giấu mặt chắc chắn từng là một tinh linh. Sau khi khai thông ký ức cho cô bằng ma pháp, thì Rina cũng nhớ lại một chút ký ức. Rina bắt đầu dắt mọi người đến thư viện để ôn bài. Nhìn cái đống sách cũng đủ phát mệt. Tuy nhiên Anos mở một lúc hàng trăm cuốn sách rồi đọc tất cả trong vòng vài giây. Còn Misa cũng đọc được một nửa trong số ấy, chỉ có Sarah là bị ngớ ngẩn thôi. Thế là những ngày học hành ôn thi tốt nghiệp bắt đầu với bọn họ. Mỗi người được cậu chỉ cho phương pháp học tập tốt nhất. Cậu tìm thấy một cuốn sách với một trang bị xé mà không biết đó ghi chú điều gì. Đến ngày thi tốt nghiệp, mọi người bắt đầu làm bài. Với cậu thì những câu hỏi này quá dễ dàng khiến cậu ngờ vực. Lúc này tên huyết xích vương mới cố tình khiêu khích để cậu nghĩ rằng câu hỏi đã bị thay đổi. Anos đứng dậy và nhìn sang đề bài khác của mọi người. Thì ra câu hỏi giống hệt nhau, nhưng tên tà vương đã đứng lên tố cáo cậu nhìn bài người khác. Ấy vậy Anos đã nộp bài từ trước đó nên không bị coi là quay cóp. Hết giờ làm bài mấy tên tà vương, chỉ loanh quanh 85 điểm còn nhóm của Anos hoàn toàn 100 điểm. Thậm chí Jay Seer còn đạt 150 điểm quá tiêu chuẩn. Tà vương Zilais không phục nên đòi đối chiếu. Ấy vậy câu hỏi nào làm sai cũng bị cây thần nói lý thành đúng. Đứng trước người chơi hệ nghịch lý như Anos thì làm gì thì cũng thành đúng. Thằng cha tà vương cũng đâu kém khi gian lận bằng cách sửa câu hỏi bị vạch trần bởi cậu nhưng vì không có chứng cứ nên không thể ép hắn thực hiện khế ước. Đúng là hai ông tướng cả ngàn tuổi chơi xấu rồi đi chửi nhau gian lận đòi công bằng. Sang phần kiểm tra tiếp theo, mỗi người chọn một trong 20 cầu thang để đi, chỉ có 5 cái là chính xác đến chỗ của tinh linh vương. Ai là người may mắn thì tùy duyên. Nhóm của tà vương khi Anos xong cũng nhanh chóng chọn đi trước. Trong một khắc Anos tạo ra vô số bản sao để dò đường và tạo áp lực đến cho cây đại thụ. Sau một hồi tìm đường cùng với thông tin con đường ẩn trong mỗi cầu thang từ Rina, mà mọi người lần lượt chia nhau đi tìm. Anos và Rina đi qua một rừng cây xanh, rồi đi qua một cánh cổng dẫn đến một cánh đồng hoa ngập tràn màu sắc. Ở đây có một thanh kiếm đã cắm từ rất lâu như tưởng nhớ một người đã mất. Bất ngờ chiếu vương đang ẩn mình xuất hiện. Vị quỷ vương này vốn là một cặp đôi yêu nhau cùng chung một thân thể nên có hai căn nguyên. Do một căn nguyên đã bị lấy mất nên để cứu người yêu mình thì phải làm theo lệnh kẻ thao túng. Hiện tại ở nơi này không có người giám sát nên vị quỷ vương đã cho cậu thông tin và cầu xin Anos giúp đỡ mình bên phía của Lay cùng Miss đi đến một cánh cổng nằm ở trên những tầng mây. Bầu trời tối đen, sấm chớp bùng nổ rồi một con ẩn lang khổng lồ xuất hiện. Nó đã cho phép hai người họ đi vào trong mà không cần vượt qua khảo nghiệm. Họ bước vào trong là một hành lang dẫn đến một ngai vương. Ngự tọa trên đó là một người đội trước mặt nạ giống hệt với Kando từng giả dạng là ma vương. Nhưng hắn ta cũng chính là tinh linh vương. Để được hắn giải đáp bằng lời nói, thì buộc cậu phải giành chiến thắng trong màn đấu kiếm với gã. Ở bên ngoài nhóm của Anos và địa ngục vương, cũng vừa chạm trán con thú ẩn lang chặn cửa, bọn họ phải vượt qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào trong. Con ẩn thú hóa hình thành lôi điện thú rồi lao vào tấn công hai người. Địa ngục vương tạo ra một cây thương đâm vào những con lôi lang. Từ phía sau, Anos vung tay tạo ra một lưỡi dao xoay tròn xé toạc từng dòng lôi điện. Đòn thế của cậu như xe đôi bầu trời đêm đen. Trong khoảnh khắc lóe sáng thì Rina đột nhiên bị biến mất. Ẩn lang lại tiếp tục phân thân thành nhiều lôi thú, nhưng Anos đã cảm nhận được hình dáng của bài khảo nghiệm khi nhắm mắt, nên đã được thông qua. Địa ngục vương đồng ý giúp cậu đi tìm lại Rina còn cậu sẽ tiếp tục tiến vào, trong cánh cổng. Bên trong sảnh lay và tinh linh vương còn đang so kiếm. Lay nhận ra có vẻ gã này có cảm giác quen thuộc đã từng giao chiến với mình. Bất ngờ một nhỏ tinh linh xuất hiện tấn công cậu. Không để người yêu bị hội đồng hay đánh một thì Miss cũng tham chiến. Cô đột nhiên biến đổi hình hài như một tinh linh rồi trao cho cậu một thanh kiếm. Hai bên lao vào nhau và lần này kiếm của Lay lại bị gãy. Nhưng với sức mạnh tình yêu cậu đã đánh trọng thương được hắn ta. Cứ ngỡ đã giành chiến thắng, thì gã tinh linh vương đột nhiên hồi lại sức mạnh và đóng băng cơ thể của lay hắn chuẩn bị hạ đòn để kết liễu cậu thì miss đã lao vào hứng trọn nhát đâm vào ngực thay người yêu không biết sống chết ra sao anos bây giờ cũng đang tiến vào một tòa thành ở đây người cậu gặp lại là huyết xích vương hắn nói rằng đây là một khu thí nghiệm tinh linh của hắn huyết vương đã đưa ra khảo nghiệm chiến đấu ma pháp giới hạn bằng những khối ma thạch có sẵn với việc nghiên cứu cả ngàn năm huyết vương triệu hồi một ma pháp thất truyền phức tạp để tấn công cậu dù tiện tay tung chiêu nhưng một khối ma thạch của cậu cũng bị vỡ vụn. Hắn tự tin vì đang gấp đôi lượng ma thạch nên nghĩ mình cầm chắc chiến thắng. Nhưng rồi thứ hắn nhận được là, một nguồn sức mạnh đen tối đè bẹp lấy hắn trong sự cay đắng. Thứ sức mạnh đáy vực hắn ta theo đuổi, cũng chỉ là bãi nước cạn của cậu vượt qua từ hàng ngàn năm trước mà thôi. Danh chiến thắng, Anos dùng, dùng tiến vọt và đã hồi phục lại cho Lay. Miss có lẽ đã bị tinh linh vương dẫn đi và kẻ đó chính là thuộc hạ của Anos Stenshin. Chị em nhà Sarah chạy đến và cho cậu xem về ma pháp phát, phát thanh đang được truyền trên toàn vương quốc quỷ tộc. Hắn chính là gã tinh linh vương đóng giả thành ma vương Avos như Lay đã từng làm. Lại một lần nữa bảy thất hoàng quỷ bị thao túng linh hồn nên dám dắp nghe theo lệnh của hắn. Hắn ta muốn loại bỏ hoàn toàn những quỷ tộc mang dòng máu hỗn mang và chỉ những kẻ thuần chủng mới xứng đáng. Và cái tên đầu tiên bị dèo lên phong sát chính là Anos von Zygot. Sau khi nghe xong những lời đó, Anos dịch chuyển thẳng đến chỗ của tinh linh vương cậu biết được kẻ giấu mặt đó chính là Miss. Lúc này cô ta mới lộ bộ mặt thật của mình khác hẳn với cô nàng thường ngày. Cậu đã đoán được từ lúc quyết đấu trí tuệ cùng tên Tham Tất cả những màn kịch của cô ta chỉ muốn cậu tin rằng suy đoán của Anos là chính xác và cậu đã âm thầm diễn theo vở kịch này. Cô ta muốn làm chậm tiến hành buổi lễ công bố ma vương, hồi sinh nói ra sự thật và thoát khỏi tầm ngắm nghi ngờ của cậu. Từ đấy cô ta mới có cơ hội thức tỉnh cơ thể thật đằng sau của Miss. Các ma hoàng tung ma pháp tấn công cậu nhưng không hề có tác dụng nếu cô ta muốn có thêm thời gian để làm quen cơ thể mới thì Anos chấp luôn. Nói rồi cậu dịch chuyển trở lại bên đồng đội. Và rồi Miss đã dùng một nguồn ma lực khổng lồ để ngăn chặn ma pháp dịch chuyển của Anos thêm lần nữa. Việc bây giờ là tiêu diệt đứa con của thần và cứu lấy Miss trước khi tộc quỷ hỗn huyết gặp chuyện. Phía hoàng tộc cực đoàn đang dần dần ngả về theo phe của tên ma vương giả mạo. Vì Miss cũng là con gái của đại tinh linh Rian nên đại thụ đã nhốt họ lại bên trong. Nhưng bây giờ lão đại thụ dù cố ra sức ngăn cản bằng quy tắc thì cũng vô ích đối Anos. đang tiến ra ngoài thì bọn họ lại đụng độ một nhóm thuộc hạ cũ của Anos năm xưa. hắn ta lao vào tấn công cậu theo lệnh của vị chủ nhân mới. địa ngục vương cũng xuất hiện để hỗ trợ cho Anos. ông cũng đã cứu được Rina và các linh hồn khác. ông còn cho cậu biết một nửa thuộc hạ của Anos năm xưa giờ đây đã quy phục Miss. địa ngục vương quyết định là người mở đường để nhóm các cậu thuận lợi tiến về vương quốc quỷ tộc. nhờ Rina xin các tinh linh giúp đỡ mà bọn họ có thể dịch chuyển ra khỏi cánh rừng có vẻ như Rina có liên quan đến tinh linh vương, nên Anos đồng ý dẫn cô ta đi theo. Cả nhóm tiến gần đến một cổng thành của vương quốc thì một đội quân tiến ra. Vị tướng chỉ đạo ở đây là, Elio đã từng tham gia cuộc chiến tiêu diệt Zerga hồi đó. Ông là người biết Anos chính là ma vương thực sự. May mắn Elio chưa bị mít tẩy não. Tình hình trong thành lúc này bắt đầu hỗn loạn. Lũ hoàng tộc, với tên ma vương giả mạo đang bắt đầu nhen nhóm tàn sát những người dân vô tội. Trong sự hỗn loạn trong thành, thì Amelia cũng đang chạy trốn trước sự truy đuổi của lũ hoàng tộc. Cô từng một hoàng tộc cao quý, nhưng sau một lần phạm thượng với Anos tại phần 1 mà bị cậu biến đổi thành hỗn huyết. Giờ đây cô ta đang gánh chịu mọi sự cay đắng bị sỉ nhục, và đang dần trở thành nguồn dinh dưỡng ma lực cho một lũ hoàng tộc. Đúng lúc đấy, bố mẹ của Anos đến ngăn cản bọn chúng để cứu lấy cô ta. Người mà mình từng muốn lấy mạng giờ lại đang bảo vệ cho mình. Bố của Anos cuối cùng cũng bị bọn chúng đã gục. Ngay lúc đám hoàng tộc đang hà hê thì Anos xuất hiện. Nếu các người muốn thấy cảnh phanh thây thì ta chiếu các người. Bọn chúng nhanh chóng trở thành màn pháo hoa khởi đầu cho cuộc phản công của cậu. Cả đám kéo nhau trở về nhà của Anos để chuẩn bị cây sách. Anos biết được năng lực của đứa con của thần được giới hạn theo những gì lịch sử ghi chép lại. Chính vì thế Miss không thể tự do để lấy được thanh hủy diệt quỷ kiếm vì nó không được ghi lại trong lịch sử. Ngoài ra cậu còn có một đội quân hàng chục ngàn dây được cậu xây dựng dưới lòng thành phố trong bí mật lúc này nép phía sau cánh cửa, Amelia mới cầu xin Anos giết mình. Sau những chuỗi ngày mang thân xác là một hỗn huyết, dòng máu mà mình từng coi thường, cha đạp liệu có khiến cô ta thấy hoàng tộc như thế có xứng đáng hay không? Nếu cần cậu sẵn sàng biến cô trở lại như cũ và đi theo con đường của mình. Từng lời của cậu như chạm đến trái tim của Amelia. Nói rồi cậu quay bước đi. Ở dưới lòng đất là một thành phố vô cùng phát triển do cậu tạo nên. Bọn họ đi đến một căn hầm liên thông đến thẳng tầng hầm của lâu đài để tiến công toàn bộ lâu đài đã bị chi phối theo hoàng tộc, nên tránh bị phát hiện Anos đã tăng hình tất cả. Một nhóm đội thuần che đi ngang qua có cả hai cô trò nhà Rips. Anos nhìn thấy ám hiệu trên áo Rips thì khẽ chạm vào cậu ta để ra dấu. Nhanh trí cậu ta xin phép ở lại điều tra thêm và đã được đồng ý. Bây giờ, Anos cần biết vị trí của những kẻ cầm đầu. Cùng với đó cậu sẽ đi xuống tầng hầm kích hoạt một ma pháp thời không tối thượng, để tìm hiểu mọi chuyện, trong quá khứ. Liệu sau cái chết của cậu thì xin và Misa là gì của nhau? có lẽ cái chết của đại tinh linh Rino là mấu chốt mọi vấn đề. Khi thực hiện ma pháp này chắc chắn bị phát hiện nên cần kéo kẻ thù đi ra xa. Rips chấp nhận làm mồi như bị tấn công, bởi ma pháp không thể chữa lành để đánh lạc hướng. Anos tấn công khiến cậu ta nhận sự đau đớn tột cùng rồi đổ gục xuống. Mọi người nhanh chóng tàng hình trước khi lính canh chạy lại. Bọn chúng khi nhìn thấy vết thương trên người cậu, thì đã đuổi theo lên phía trên thuận lợi cho kế hoạch của Anos. Đi đến nơi cậu cầm trên tay là, chiếc lưỡi hài đã đoạt được khi giết chết thần thời gian. Anos bắt đầu kích hoạt ma pháp từ sự hỗ trợ của những Jaceer, rồi đi ngược về quá khứ của 2000 năm trước. Bọn họ đã trở về quá khứ với sự dặn dò không được làm tổn hại quá nhiều dòng thời gian để tránh hệ quả của thực tại. cả đám đi vào lễ hội và tận hưởng một chút không khí năm xưa. Và rồi xin và Rian đã xuất hiện. Nhìn bọn họ cứ như thể là một đôi phải lòng nhau nhưng lời chưa nói. Cô nàng nói gì chàng kiếm sĩ cũng răm rắp nghe theo. Khi thấy Rian muốn ăn kẹo mà hết hàng, bé Jaceer chạy lại rồi tặng cho cô ấy hai cây kẹo mới thấy bé nhà ta dễ thương ghê. Mọi người âm thầm đi theo hai người họ đến hồ, rồi thấy Rino mở kết giới để tiến vào khu rừng. Đang vui vẻ thì cảnh vật xung quanh bắt đầu hoang tàn. Hai người họ bị một đàn thần thú tấn công. Xin cố gắng bảo vệ cho Rian nhưng vẫn để lọt ở đằng sau. Anos tiện cầm tay Sarah rồi cứu Rian một mạng. Để tiện việc tìm hiểu, thì Anos đã biến hình thành một đứa trẻ lấy tên Anastoticolo. Cậu nói dối rằng cả nhóm chỉ là một gánh xiếc lưu động với nhiều chủng tộc. Thế là Sarah và Anos đã diễn trò hề khiến cô nàng Rino cười lớn. Có mỗi xin là vẫn giữ đôi mắt sắc lạnh nhưng nói chuyện thì cứ ngơ ngơ. Anos đã hỏi Rian về Rina vì cô ta vốn là một tinh linh ở trong rừng. Rian nói không biết nhưng lại gọi cậu ra một góc để nói chuyện. Cô cho biết Rina là một ái yêu tinh có khả năng biến tình yêu đơn phương trở thành hình dáng cụ thể. Nếu chưa thể nhớ lại tình yêu mà nói cho cô ấy biết thì sẽ khiến Rina biến mất. Bất ngờ từ đâu một con sói khổng lồ xuất hiện tấn công mọi người lay lao lên và dùng tay không chống đỡ, do đi về quá khứ, thì sẽ không thể sử dụng ma cụ nên Anos đành hỏi mượn kiếm của Xin. Anh ta từ chối không cho, phải đợi Rian quát thì cậu ta mới lấy ra đưa Anos để ném về phía lay. Con sói nhanh chóng bị trẻ ra làm hai. Bây giờ mọi người mới thắc mắc việc lũ thú xuất hiện, trong khi bức tường ngăn cách đã được dựng lên. Rino nghi ngờ đang có một vị thần vẫn còn quanh quẩn ở trong khu rừng này. Nhưng dù thế nào đi nữa xin hứa cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng bất chợt đám tinh linh nháo nhác báo tin bà lão đại thủ chiến tranh Ono đã đến hồi kết. khi nhìn thấy nhóm của Anos, thì bà liền trao mỗi người một chiếc lá mang trí chi thức chiến đấu. chỉ có Anos là từ chối. bà nói cho cậu một điều bí mật việc một tinh linh có thể biến mất nếu họ đi ngược với những lời đồn và truyền thuyết. khi chiến tranh đã tạm kết thúc thì cũng là lúc nhiệm vụ của bà kết thúc. vị đại thủ già dần dần úa tàn rồi tan biến trong sự đau buồn của Rian. từ những giọt nước mắt rơi ra từ cô, thì một mầm cây mới đâm chồi rồi lớn nhanh khổng lồ từ ấy cô quyết định tạo ra ngôi trường của tinh linh Anox lúc này bảo mọi người đi tìm kiếm lại trang sách lúc chưa bị bị xé để có thêm thông tin xin và rino tiến vào một không gian riêng ở đây cô nàng bắt đầu vun trồng những cây hoa bằng tình yêu để chúng phát triển ép mãi thì xin mới lẳng lặng tới cây cho cô nhưng do cái khuôn mặt đầy sát khi với nụ cười không bao giờ nở mà anh càng tưới nước thì những cây hoa càng khô héo những bầy tinh linh lúc này vây quanh lấy anh để rủ chơi cùng chúng rino liền khiêu khích xin rằng anh không thể bắt họ chạm vào tự ái nên anh lao đến và tóm cổ từng tinh linh một cách dễ dàng. Đến hết giờ anh đã quên mất phải bắt cả Rino nên trở thành người thua cuộc. Lúc này họ được một vị khách ghé đến, hắn ta chính là sĩ tử vương Aromet. Hắn ta đến đây để tìm thần Nus, và thái độ hứng thú với kế hoạch bắt Rino sinh ra đứa con của thần. Vừa dứt câu gà đã bị xin chém ngã. Hắn nói rằng vì Anos quá hoàn hảo để bị đánh bại, nên hắn muốn tạo ra một kẻ có thể giết chết cậu ấy. Tuy nhiên hắn cũng chẳng hề muốn trở thành đồng minh với các vị thần vì vậy hắn sẽ để hai người họ ngăn chặn định mệnh của việc sinh ra của đứa con, của thần. Nếu điều đó thất bại thì sẽ là sự ra đời từ địch của ma vương. Xí tử vương đưa họ đến một mặt hồ và nguyên rùa Rino khiến cô đau đớn. Hàng vô số chiếc đồng hồ cát khổng lồ hiện ra. Điều kiện để thần Nus xuất hiện là phải cố gắng giết chết Rino trước khi cắt bên trong chảy hết. Xin đã phá tất cả đồng hồ và đâm kiếm xuyên qua người của gã ta vương. Hắn đổ gục xuống rồi dần dần sống dậy với ma lực mới. Đó chính là ma lực của thần hắn ta đã giao thân xác cho Nus chiếm hữu và tái sinh trở lại. Thân Nus triệu hồi vô số thần thú để đe dọa. Hai người họ đối diện trước hắn mà không chút sợ hãi. Nus đã tiết lộ về căn nguyên của sinh chính là hung kiếm sát thần được ma tộc tạo ra từ thời thủy tổ. Chính vì thế trái tim cậu không hề chứa đựng tình yêu ở trong đấy. Dù khao khát cảm xúc thế nào mọi thứ đều trống rỗng. Hắn muốn cậu hợp tác tạo ra đứa con của thần và sẽ ban cho cậu hiểu được tình yêu. Thấy Nus nói nhiều quá, nên cậu từ chối bằng một nhát chém bay đầu tiễn hắn tạm trở về với cát bụi. Bây giờ người tổn thương có lẽ là Rino khi biết anh là người không hề có cảm xúc. Nhưng rồi cô quyết định sẽ tìm cách khiến cho cậu biết được tình yêu là gì. Qua hôm sau, Rino lo lắng về việc nếu không ai biết về họ qua lời đồn và truyền thuyết, thì tinh linh sẽ chết đi mãi mãi. Và nước mắt của Rino có thể có khả năng tạo ra linh linh mới. Suốt cả buổi xin và lay đều say mê thử sức kiếm thuật với nhau bỏ quên cô nàng. Thấy Rino đùng đùng nổi giận thì Lay đã chỉ cho anh cách nói chuyện, với phụ nữ khiến cho nàng ta trở nên vui vẻ. Dù rất tiến bộ nhưng Lay vẫn chưa thể làm đối của Sin. Hai chàng đầu kiếm xong thì Sin lại tiếp tục việc tưới hoa theo lời của Rino. Lúc này, các tinh linh kể cho Anos nghe về thân xác còn lại của gã tà vương đã đi ra khỏi khu rừng. Anos cùng Misa ngay lập tức tiến vào thành phố nghe ngóng thông tin về hắn. Cậu muốn nhờ một đồng minh cũ của cậu là thần kiến tạo Miliser đi ngang qua lâu đài quỷ thì họ bắt gặp một cậu bé con người bị lính canh chặn lại không cho làm phiền vị ma vương đã băng hà. Gã đội trưởng kéo cậu bé vào một góc và chút bực tức lên cậu về việc dũng sĩ si đã giết chết ma vương, mặc cho cậu bé gào thét, nhưng với họ thì nhân tộc còn dùng những thủ đoạn tàn bạo hơn để giết ma tộc, thì làm gì được buông tha. Dù không định thay đổi quá khứ nhưng rồi cậu chẳng thể làm ngơ, cứ thủ án với những người vô tội thì mãi mãi máu vẫn sẽ đổ xuống. Cậu đã đứng hứng chịu những đòn tấn công đầy căm hận dành cho những người thân của họ rồi khi thù hận lên đến đỉnh điểm cậu đã phá tan đi ma lực và bầu trời lại trở xanh. Những người lính trung thành này dường như đã nhận ra vị vua của mình vẫn còn tồn tại. Để xoa dịu trái tim họ, cậu đã để lại một lời nhắn hẹn gặp lại đến tương lai hòa bình của 2000 năm sau. Nói rồi cậu đưa cậu bé lên một tòa tháp để chữa trị. Ở đây Anos phát hiện thanh quỷ kiếm huy diệt của mình đã bị ai đó sử dụng trước khi cậu chuyển sinh. Đáp lại lời kêu gọi, thì thanh quỷ kiếm đã xuất hiện khiến cậu này ra việc thay đổi lịch sử. Cậu bé tỉnh dậy rồi nhận ra vị ân nhân ma vương của mình vẫn còn sống. Cậu kể lại việc đang trở về quê hương sau khi hòa bình, thì đã bị rồng tộc tấn công. Số mệnh của nhóc vốn dĩ đã chết, nên Anos sẽ giết cậu rồi lại hồi sinh bằng thanh quỷ kiếm. Với tri thức từ tinh linh, Anos đã gửi gắm cho cậu truyền lại lời đồn về sự thật ma vương Anos. Điều này có lẽ sẽ là kết quả tốt đến lịch sử của thực tại. Sau khi thực hiện nghi thức, thì thanh quỷ kiếm dần biến mất do vùng đất Delcet này đã cạn kiệt ma lực. Bất chợt, ở trên bức tường hiện lên một lời nhắn dành cho Anos cùng lời hứa hẹn yêu thương sau 2000 năm nữa. Anos tin rằng, ngay đến cả xin nếu thực sự khao khát có được tình yêu, thì điều ấy chắc chắn sẽ đáp lại đến cậu. Điều này được thần kiến tạo Melissa chia sẻ đến cho cậu. Đó là một người bạn, vị thần nhân hậu và ngập tràn yêu thương. Đến tối lại thêm một lời nhắn gửi tới Anos, và cho cậu biết tên ơ do Mết đang ở nghĩa địa của những chiến binh. Kết lời nhắn đó vẫn không quên bày tỏ lời mến thương với Anos. Cậu dẫn Miser đi đến viếng mộ của vô số chiến binh trùng thành đã ngã xuống. Họ là những người đeo đuổi theo ước mơ hòa bình của ma vương đến hơi thở cuối cùng. Điều này khiến trái tim của vị ma vương như lạc vào trong sự cô đơn. Để cảm thông, bé Mi Sơ liền tạo ra một cánh đồng tuyệt đẹp phủ đầy hoa trắng lên mộ những người chiến binh. Và rồi màu của u tối đã bị xua tan. Tiếp tục theo dõi romet, thì Anos biết được kế hoạch của Cano đã bị thần tộc nhìn trúng. Cano đã đến gặp Sin và nhờ anh ta giúp đỡ thực hiện kế hoạch. Ý định của cậu chỉ muốn 2.000 năm sau, khi hồi sinh trở lại thì Anos có thể tận hưởng sự hòa bình mà mình tạo ra. Thấy cậu cũng chân thành thì Sin cũng lạnh lùng bỏ đi coi như đồng ý, Canou đã nhìn ra sự thay đổi trong con người Xin và có lẽ nguyên nhân đó chính là Sarino. Đến lúc này cô nàng mới nhận ra bản thân mình đã thực sự yêu Xin. Nàng ta vội vã chạy lại và ôm chầm lấy anh bày tỏ tình cảm. Một chút thôi, có lẽ cảm xúc trong Xin đã thấy được đúng lửa. Nhưng rồi anh sẽ quyết định chuyển sinh để chờ đợi chủ nhân mình trở lại. Điều đó có nghĩa anh sẽ phải rời Sarino. Không muốn thay đổi con đường mà người mình yêu đã chọn thì Rino đã cầu hôn Xin. Điều này sẽ thay cho món quà mà anh hứa tặng cô. Và rồi đám cưới của họ được tổ chức với sự tham dự của Anos. Đôi trai gai sánh đôi tuyệt đẹp và trao nhau nụ hôn trong sự hạnh phúc của Rino. Từ đây chính thức Xin đã được trở thành tinh linh vương. Đến tối khi đôi vợ chồng đang cùng nhau ngắm trăng, thì đám tinh linh xuất hiện thúc giục họ đi ngủ. Nàng ngại ngùng rủ chàng vào trong nhà nghỉ nếu được thì làm tí tâm sự, còn không chỉ ngủ cùng thôi là được. Mà sự thật nàng đã muốn làm chuyện đó thì làm sao ngủ được cơ chứ? Nhớ lại khi xưa, lúc đại chiến bùng nổ, thì Xin đã có được bản thể và lao vào chiến trường để thách đấu khắp nơi, đến một ngày Xin lần đầu tiên được chạm trán với Ma vương Anos. Từ khi đây anh chính thức trở thành thanh kiếm của Ma vương. Qua thời gian sau, Reno đã mang thai với Xin, chỉ còn 10 tháng 10 ngày để cô nàng tạo ra lời đồn và truyền thuyết để duy trì sự sống cho đứa trẻ. Xin đã đặt tên cho đứa bé ấy là Gon nếu con trai và Miss nếu là con gái. Hai người ôm chầm lấy nhau trong sự hạnh phúc, không có điều ọc tình yêu của chàng thì có tình yêu từ đứa con san sẻ sự cô đơn. Nàng đã giao lại cho xin một trang sách chứa thân chú, của tình yêu với hy vọng bọn họ sẽ gặp lại sau 2.000 năm nữa. Nói rồi xin bỏ đi để thực hiện nghi lễ chuyển sinh. Rino ở lại với một điều còn che giấu. Đó là sau khi sinh đứa trẻ này ra thì cô sẽ hoàn toàn tan biến. Bởi lẽ đứa trẻ mang dòng máu của ma tộc và tinh linh đi ngược với những lời đồn, và truyền thuyết. Có lẽ sau này khi biết chuyện, xin sẽ phải đau buồn và cảm thấy yêu mình một chút. Bất ngờ cánh cổng không gian đóng lại rồi cô lập Rino từ đâu Nus xuất hiện chú ngụ trong chiếc đầu của Azomet. Các tinh linh trong mảnh giấy bay ra từ ngực xin ngăn cản việc truyền sinh của anh. Biết Reno gặp nguy hiểm anh tức tốc trở về. Thì ra mọi thứ đều trong sự toan tính của các vị thần. Hắn ta đã lợi dụng kế hoạch của Cano về ma vương giả để tạo ra lời đồn và truyền thuyết làm căn nguyên cho đứa trẻ. Rồi từ đấy coi xin như vật trung gian để tạo ra đứa con của thần. Một lời nói mang sức mạnh tuyệt đối được Nus ban ra. Khi đứa trẻ này được sinh ra sẽ là kẻ tiêu diệt ma vương Anus hắn tước đoạt đứa bé yếu ớt từ trong bụng của Rino khiến cô đau đớn. Để con mình không phải chết, nàng đã phải sử dụng toàn bộ sức mạnh tinh linh cứu con mình sống đến 2.000 năm sau. Xin xuất hiện và giết chết tên Nus rồi trẻ lại bên cạnh vợ. Trước những lời cận kề cái chết của Rino, cô muốn anh nếu một ngày đứa con này thật sự gây họa, thì chính tay anh hãy kết thúc nó. Nhưng rồi xin đã quyết định sẽ bảo vệ đứa trẻ đó đến cùng, cho dù phải chống lại vị chủ nhân của mình. Với cậu bây giờ đứa trẻ này là sự chứng minh cho tình yêu của hai người dù rất đau đớn khóc rất nhiều, nhưng cô vẫn nở một nụ cười cuối cùng dành cho anh. Và rồi Rino dần tan biến vào không gian, để xin ở lại chơi vơi giữa cánh đồng hoa ngập màu. Thứ còn lại là một bông lệ hoa như hiện thân của nàng. Một bi kịch buồn cho một tình yêu đẹp. Chứng kiến tất cả hồi ức đau buồn đó làm mọi người đều phải nghẹn ngào bật khóc. Giờ đây chân tướng sự việc đã rõ, đến lúc làm điều đúng đắn cho hiện tại. Mọi người bắt đầu chia nhóm trà trộn hàng ngũ quân địch để thực hiện cuộc phản công lúc này lũ hoàng tộc cũng đang bắt đầu thanh trừng các học viên hỗn huyết. Dù rất bất công nhưng chị em nhà Misa vẫn phải đang nhẫn nhịn. Phía của Anos đã tìm đến cô giáo và xin tọa độ của kẻ thù. Họ phải chiến đấu với những thuộc hạ cũ của ma vương. Sau khi khống chế được bọn họ, thì nhận thấy tất cả đều đang bị ma thuật tẩy não kiểm soát. Anos và xin đi đến ngay vàng để tiếp cận Miss. Cô ả à đã bắt được cậu học viên là cậu nhóc mà Anos từng cứu sống từ lần trở về quá khứ với Miss thì việc giết chết cậu ta sẽ ngăn chặn tin đồn và truyền thuyết mà Anos đã từng gieo vào. Gã hoàng tộc triệu hồi một ma thạch rồi tấn công. Nhưng rồi mục tiêu của cậu ta là vào nhóm thất quỷ và giải cứu cho Igaret. Cậu là Deb Idra, một người lính mà năm xưa trong lúc thù hận định giết chết đứa trẻ loài người năm đó. Từ đây, bắt đầu châm ngòi cho một cuộc phản công bất ngờ từ nhiều phía tới đám thất quỷ hoàng. Bọn họ từng người đều là những chiến binh trung thành, với ma vương Anos đã chờ đợi suốt 2.000 năm. Định mệnh, của Anos đã kéo sát những người từng bị thù hận chi phối giờ lại thành đồng đội với nhau. Trong khi các thất quỷ đang bận chiến đấu, thì từ trên cao chị em nhà Miser đã triệu hồi ma pháp khổng lồ mô phỏng theo của Anos. Bảy lão quỷ hoàng nhanh chóng bị khống chế và phong ấn thành những bức tượng băng. Trận đầu ở đấu trường phe Anos đã giành chiến thắng. Còn vô số các khu vực khác đang nằm trong khống chế của Miss. Trong khoảng thời gian có hạn thì Anos có thể làm gì? Một mật ngữ được cất lên là cái tên của Anos dùng trong thời gian ở lại quá khứ. Từ khắp mọi nơi các chiến binh chuyển sinh của Anos đã thức tỉnh và giải cứu mọi người. Đến lúc này đứa con của thần mới phát hiện việc quá khứ đã bị cậu thay đổi. Đứng trước việc thất bại thì tinh linh vương đã xuất trận. Đó không ai khác ngoài Xin. Đứng trước vị chủ nhân của mình anh đã xin được chiến đấu và chết bởi cậu. Trong hàng ngàn năm sống ở khắp nơi anh đã nghe người đời kể về những điều tốt đẹp của Reno đã khiến anh mệt mỏi. Thứ tình yêu anh luôn tìm kiếm trong một tâm hồn trống rỗng. Sự dằn vặt tội lỗi khiến cái chết là thứ anh sẽ tìm đến khi mà ma vương trở lại bằng tất cả sức mạnh của mình anh tấn công anos nhưng rồi lưỡi kiếm đó không thể cắt sâu thêm vào cánh tay của cậu ta bằng những lời động viên của anos khuyên anh nhìn về đứa con của hai người dù có như thế nào thì xin mãi mãi là cha của đứa trẻ chết không bao giờ là điều vợ con anh muốn điều này như kéo xin trở lại cùng với thứ cảm xúc như được rực cháy hơn bao giờ hết bên phía của lay đang phải chiến đấu với cô vợ của mình đang bị đứa con của thần chiếm hữu sức mạnh của cô ta quá lớn nên đã nhanh chóng khống chế được cậu Tận dụng mối quan hệ hai người nên cô ta muốn lôi kéo cậu trở về phe của mình, nhưng bằng sức mạnh tình yêu đã giúp lây đã thoát ra khỏi thuật tẩy não của cô ta. Đang lúc thăng hoa thì giọng của cất lên làm vô hiệu hóa sức mạnh của thanh kiếm. Nhân cơ hội đó à ta đã trói chặt lấy cậu. Trong lúc chúng định giết cậu theo kịch bản của thần đưa ra, thì xin cùng Anos xuất hiện giải nguy. Thằng Chanus suốt ngày lải nhải đạo lý thì chỉ đáng ăn đấm của cậu. Lại bài ca thần là bất tử không hình hài cảm xúc, nhưng lại có não để hiểu ý nghĩa của cảm xúc khiến hắn câm nín gã Nus triệu hồi sức mạnh rồi hóa thân thành thân xác thần thánh. Hắn ta tự tin vì giờ đây mọi trật tự đã được viết lại hoàn toàn trong suốt 2.000 năm, nhưng với Anos thì cỡ chú có là thần đi nữa, cũng chưa đủ tuổi đánh với đệ của anh. Anos cho phép xin thẳng tay chém chết kẻ đã giết vợ mình, còn hậu quả thì để anh đây lo. Xin lao đến đâm xuyên qua cơ thể của hắn nhưng hoàn toàn vô dụng. Gã bao trùm một ngọn lửa hủy diệt vây lê anh. Trong khoảng khắc thanh kiếm của Nus chém đến làm vỡ một mảnh giáp của anh. Từ trong đấy văng ra mẫu giấy Marino đã đưa cho anh năm xưa bỏ thanh kiếm xuống và nhặt vội tờ giấy đã khiến anh rơi vào thế bị động. trong lúc nguy hiểm, cô gái mất trí Rina xuất hiện. cô đã nhớ lại ra tất cả tình yêu của mình dành cho Xin. người ấy không ai khác chính là Rino có được thân xác qua tinh linh Flan. chờ đợi nhau suốt 2.000 năm, thì hai vợ chồng lao vào tấn công kẻ thù đã chia cắt họ. hợp lực với hai người là các tinh linh trong rừng cùng xuất hiện. nhưng với thứ sức mạnh mà mọi lời thần nói ra là ma pháp khiến họ bị cuốn trong một cơn bão lửa. ba đại thủ chiến tranh cũng hiện về trở lại giúp đỡ hai vợ chồng. Rino dùng ma pháp truyền lại toàn bộ kế thừa sức mạnh của các tinh linh người chồng. Giờ đây các đòn tấn công của xin kết hợp với các kỹ năng tinh linh đã trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng một nhát đâm cũng đã chạm đến căn nguyên của thần. Hắn ta vẫn tự tin trước lời nói tuyệt đối của mình, hắn nói căn nguyên của thần là bất tử nhưng đã quá muộn. Một không gian vô giới của xin đã bao trùm hắn ta. Căn nguyên của Nus bị cắt thành hàng ngàn mảnh. Để rồi nhát chém cuối khiến hắn ta chỉ còn lại là một khối băng máu. Trở lại phía của Lai sau một hồi đánh nhau với người yêu. Thì cậu chỉ còn lại một căn nguyên duy nhất. Mà cái bệnh của anh hùng thường có nội tại luôn lật kèo vào phút cuối. Lấy quyết tâm sử dụng kỹ năng mà Xin đã dạy mình. Một đường kiếm ma pháp mạnh mẽ tấn công vào cô ta khiến ả bị tách thành hai bản thể. Miss đã trở lại bình thường và một bên là đứa con của thần. Ả ta thấy nói lý lẽ không được, nên đã tấn công hai người rồi bị lay lao đến cắt làm đôi. Một không gian rung động và biến đổi. Cuối cùng mụ Avos này đã kịp sở hữu được thành quỷ kiếm hủy diệt Venusudona mọi lý lẽ với thanh kiếm chỉ là vô ích khiến lai bị thương kẻ mạnh xuất hiện thì giờ đã đến màn biểu diễn của anos mụ ta cười lên khoái trá vì sở hữu được thanh kiếm biểu tượng của sức mạnh ma vương giờ đây cậu đâu còn gì nữa để giành chiến thắng có lẽ với cậu à ta chỉ là một đứa trẻ con mới cầm được cái que đã tự tin quá mức cuộc chiến giữa ma vương và đứa con của thần bắt đầu từng chiêu thức bọn họ như muốn nổ tung mọi thứ à ta vung kiếm lên chém thì cậu đã chặn lại bằng tay không bất chợt mặt đất dưới chân biến thành sinh lầy đen tối rồi kéo Anos dần dần chìm xuống. Nhưng rồi cậu đã đâm xuyên cơ thể cô ta và nắm lấy được căn nguyên. Cậu bóp nát đi căn nguyên khiến à ta gào lên trong đau đớn. Chưa chấp nhận kết thúc tại đây, cô ta lấy ra một viên ma thạch rồi thực hiện nghi thức với thần Nus. Bằng cách tế sống cơ thể của đứa con của thần nhằm nằm hồi sinh sức mạnh hủy diệt. Toàn pháo đài của ma vương dung chuyển khiến mọi thứ sụp đổ. Trong thời kỳ hỗn nguyên, thì Anos đã tiêu diệt thần hủy diệt Aberni rồi biến nó thành pháo đài này. Với sự kìm nén hàng ngàn năm thì giờ đây, nó tái sinh với sức mạnh gấp bội. Pháo đài ngự tọa trên không trung rồi tạo ra một mặt trời hủy diệt. Ánh mặt trời đen tối quét đến đâu đều khiến mọi thứ trở về với cát bụi đến đây. Từ trong hư vô Anos và Nus đang đấu khẩu lẫn nhau. Khi luật lệ mà thần đưa ra là thứ để các thần tự thẩm du, còn anh đây thì liên quan gì mà phải tuân theo cho kém sang. Hắn ta nói rằng cậu không thể bảo vệ người khác thì Anos cho rằng hắn ta đang sợ hãi nên tìm thứ để đe dọa cậu vậy thì giờ cậu sẽ giết hắn rồi mọi thứ ra sao thì ra sự sợ hãi đã hiện hữu trong lòng của hắn ta khiến hắn khó chịu nếu không sợ chết như lời thần nói thì đến một hai ba cười lên cho ma vương xem nào để cho vị thần đỡ bị quê thì anos đã cho hắn một dao kèo cậu sẽ cho thứ thần muốn miễn thần không chống lại cậu tưởng được kèo thơm nhưng vừa ký hợp đồng cậu chuyển toàn căn nguyên sức mạnh của trật tự sang cho ơ do mết vì vậy thế giới sẽ không bị phá hủy và thần vẫn sẽ bất tử nhưng mãi mãi ở trong thần xác loài côn trùng đây chính là cái bẫy mà Euromed đã răng ra suốt 2.000 năm cùng với Anos, nhằm tước đoạt năng lực của thần. Vị thần Nus cao quý giờ đây bất lực gào thét giống loài côn trùng hơn rồi đấy. Bình minh đã trở lại thế giới. Euromed sung sướng trong trò chơi đạt cực hàng ngàn năm của mình. Tiện tay đập luôn con ruồi thần thánh để nó được truyền sinh. Mối đe dọa giờ đây kết thúc. Sau cuộc chiến, Miss lần đầu tiên được gặp bố mẹ mình trong xúc động. Nhưng rồi, Rino cũng dần phải tan biến vì định mệnh. Đây cũng là lần đầu tiên xin rơi nước mắt và thốt lên lời yêu vợ mình. Do Miss chỉ còn phân nửa căn nguyên thì bắt buộc lay phải giết cô ấy theo sử sách. Sau đây Anos biến đổi cô trở thành một tinh linh dựa theo lời đồn và truyền thuyết. Dù có mâu thuẫn với cội nguồn nhưng điều này từ quá khứ đã được cậu chuẩn bị. Giờ đây Miss không còn chứa hai dòng máu của quỷ và tinh linh kính nên Reno sẽ không phải chết. Cả hai hồi sinh trở lại trong sự hạnh phúc của gia đình. Kết thúc cho một bị kịch tình yêu kết tinh cả ngàn năm. Để thay đổi hoàn toàn biến cố vừa rồi. Miss vẫn phải vào vai kẻ giả mạo anh hùng theo dòng lịch sử. Nhưng mà nàng ta hơi run nên ông bố xin đã đến động viên. Suốt bao năm ông vẫn dõi theo hành trình trưởng thành của con gái mình. Đến giờ buổi lễ tiến hành, Anos cùng toàn bộ bạn bè và thuộc hạ dưới chứng xuất hiện trước tất cả mọi người. Cậu công bố suốt 2.000 năm chìm trong chiến tranh không hồi kết. Thì đến bây giờ các đại diện con người, tinh linh, cùng ma tộc từ nay sẽ chung sống trong hòa bình. Mọi người sẽ trở nên bình đẳng, không còn cái ác cũng như những bi kịch. Nếu một ngày điều đó, xảy ra thì chính tay ma vương Anos sẽ lại một lần nữa đứng lên giải quyết. Kết thúc bài diễn thuyết, thì các cô gái fan girl bắt đầu màn biểu diễn văn nghệ đặc sắc của mình. Tất cả người dân hò reo trong tiếng tung hô vang trời. Giờ đây gia đình xin được trọn vẹn hạnh phúc vì có thêm một chàng rể tài năng. Kết thúc phần 2 của bộ phim đầy nhân văn và cảm xúc. Nhưng mọi chuyện có lẽ không dừng lại tại đây vì những kẻ thù đâu đó vẫn còn tồn tại. Ai là người đã từng sử dụng thần kiếm hủy diệt khi Ma vương chết đi? Là thù hay bạn xin chờ phần 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy thú vị hãy cho mình xin một like, share và đăng ký cho kênh mình để ủng hộ nhé. Hẹn các bạn vào những video sau với những nội dung chuẩn xác nhất đến các bạn. Xin chào và tạm biệt mình là Edwin.